chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Trung. Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2016. Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2017. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin bài đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 10 năm 2017, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã về làm việc với Đảng bộ xã Quang Trung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017. Cùng đi với đồng chí Bí thư Huyện ủy có các đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng cấp ủy, trưởng các phòng của Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của huyện đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 của xã, nghe ý kiến của các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể, bí thư, trưởng các thôn của xã Quang Trung, nêu lên kết quả đã đạt được trong 9 tháng của các thôn, các tổ chức đoàn thể, đồng thời đề xuất kiến nghị những khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ nhân dân xã Quang Trung đã đạt được trong 9 tháng qua, đó là bình quân thu nhập đầu người, hoạt động dịch vụ thương mại, xây dựng nông thôn mới đạt 17 trên 19 tiêu chí, trồng rừng vượt kế hoạch, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của xã 9 tháng năm 2017, đó là các tổ chức đoàn thể hoạt động còn chưa xây dựng được phong trào, chưa có sự sáng tạo, thiếu tính quyết liệt, chưa đi vào cụ thể trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ công tác, vận động nhân dân chưa thường xuyên, phong trào không mang tính bền vững, công tác phát triển đảng cũng như hội viên còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Quang Trung cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên, siết chặt kỷ cương kỷ luật đối với cán bộ công chức, nêu cao vai trò của người đứng đầu, tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào sản xuất vụ đông, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai có hiệu quả sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tập trung giữ được tổng đàn và phòng chống rét cho đàn gia súc. Đảng bộ rà soát lại các tiêu chí, đánh giá kết quả thực hiện để có biện pháp chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017, chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và xây dựng được vùng sản xuất quy mô lớn, quan tâm đến phương án phòng chống lụt bão, giải quyết hậu quả sau mưa lũ và quan tâm đến đời sống nhân dân dịp giáp hạt và sau mưa bão để hỗ trợ, cứu đói, quyết tâm không để nhân dân thiếu đói. Quản lý tốt vấn đề thu tại các trường học, tạo điều kiện để các trường dạy tốt học tốt và xây dựng một trường chuẩn quốc gia năm 2018. Xã Quang Trung phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới năm 2018. Với các ý kiến kiến nghị của xã, thôn, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các ngành thực hiện giải quyết. Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Hội nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2016. Dự tại hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân tỉnh, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc hội nghị. Trong giai đoạn 2014-2016, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân trong huyện triển khai thực hiện ngày càng sâu rộng và có hiệu quả. Phong trào đã có sức lan tỏa từng bước chuyển biến tư duy trong phát triển kinh tế của người trực tiếp sản xuất kinh doanh, quy mô sản xuất của các hộ nông dân ngày càng mở rộng. Phong trào đã động viên được đông đảo cán bộ hội viên nông dân phát huy tính chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp, ngư nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nông dân đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng, đời sống vật chất tinh thần của nông dân được nâng lên, có ý chí vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Do đó, giai đoạn từ năm 2014-2016, bình quân hàng năm số hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều tăng. Cụ thể, năm 2016 đã có 6.553 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi,
Số hộ được bình xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp 3.389 hộ, chiếm 51,72% so với hộ đăng ký, tăng 122 hộ so với năm 2014. Trong đó bình xét đạt cấp trung ương là 16 hộ, cấp tỉnh là 126 hộ, cấp huyện là 572 hộ, cấp cơ sở là 2.534 hộ. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được duy trì bền vững lâu dài và ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Ngày càng có nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi với quy mô lớn hơn, gắn với công tác từ thiện nhân đạo, giảm nghèo, giúp đỡ nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Bình quân thu nhập trừ chi phí trước đây chỉ vài chục triệu đồng trên một năm trên một hộ, đến nay đã có nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng trên một năm trở lên, tiêu biểu như hộ ông Phạm Văn Dũng, Thúy Sơn, Bùi Văn Quang, Quang Trung, Hà Công Bồng, Kiên Thọ. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do cấp hộ nông dân, các ban ngành tổ chức và các hộ tự học hỏi, nghiên cứu. Đã có nhiều hộ áp dụng các phương pháp kỹ thuật mới, đưa cây con mới, con giống mới vào sản xuất, xây dựng các mô hình có giá trị kinh tế cao và đảm bảo môi trường. Đã có nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cây mới, con mới, giống mới vào sản xuất cho giá trị kinh tế. Nhiều hộ nông dân đã tích cực ứng dụng cơ giới hóa, các biện pháp kỹ thuật, cách làm mới vào sản xuất. Thực hiện nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020, với tinh thần tương thân tương ái, hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, tạo được nhiều việc làm tại chỗ, giúp đỡ các gia đình chính sách, những hộ nghèo gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả Hội Nông dân đã đạt được cũng như phong trào Hội Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời các đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền, quy hoạch vùng phát triển, tạo điều kiện cho nông dân tham gia, phối hợp với các ngành chức năng phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt sự hợp tác và nghị quyết liên tịch để nhân dân tiếp cận vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp cá nhân tìm thị trường và đầu ra ổn định cho nhân dân, tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào, biểu dương khen thưởng để nhân dân học tập và làm theo. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt sự hợp tác với nhau để mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu ra của sản phẩm, đăng ký chất lượng sản phẩm và thương hiệu của sản phẩm. Hội nông dân đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào, nhân rộng các điển hình, mô hình, điển hình tiên tiến để nhân dân học tập và động viên khích lệ hội viên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2016. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban chỉ đạo diễn tập của huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập và thống nhất nội dung chỉ đạo các xã Mỹ Tân, Cao Ngọc và xã Vân Am diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện chủ trì và khai mạc hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chỉ huy trưởng Quân sự, trưởng Công an các đơn vị diễn tập cũng về dự đông đủ. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, báo cáo kế hoạch chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Mỹ Tân, Cao Ngọc, Vân Am năm 2017 và thông qua dự thảo lịch chuẩn bị diễn tập, thông báo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Mỹ Tân, Cao Ngọc, xã Vân Am để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Thời gian diễn tập dự kiến vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017, kinh tế phối hợp với quốc phòng được tổ chức tại xã Mỹ Tân, đắp đập làm khoảng 3 km đường giao thông và làm đường tại khu không gian văn hóa Bản Bù. Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trình độ khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện nêu rõ để diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 của các xã diễn ra an toàn, hiệu quả theo đúng đề mục đã đề ra. Các cơ quan thường trực, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện kế hoạch theo quy định.
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan đoàn thể chịu trách nhiệm về hướng dẫn tập huấn, chuẩn bị các văn bản cho các xã, công an huyện đảm bảo trật tự an ninh, chỉ đạo công an các xã diễn tập đảm bảo các phương án bảo vệ trật tự an ninh trong khu vực diễn tập. Các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng nội dung diễn tập theo sự phân công, đồng thời phải sát với tình hình thực tế. Trong đợt diễn tập lần này, chủ yếu huy động lực lượng tại chỗ về phần thực binh và các tình huống được diễn ra trên bản đồ và trong hội nghị. Thời gian diễn tập trong một ngày vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017. Sáng ngày 7 tháng 10, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ bàn giao bò sinh sản cho hội viên nghèo Phạm Bá An ở thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn. Trong đợt này, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc đã trao tặng bò sinh sản cho hộ gia đình ông Phạm Bá An, gia đình hội viên nghèo, với tổng trị giá 15 triệu đồng. Kinh phí trao tặng bò cho gia đình hội viên nghèo được Hội Cựu chiến binh huyện trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội do hội viên cựu chiến binh trong huyện tham gia đóng góp. Nguồn quỹ trao tặng bò sẽ hỗ trợ cho hội viên nghèo chăn nuôi trong vòng 3 năm, bò sinh sản lần thứ nhất và lần thứ hai. Huyện hội lấy để chuyển giao cho hội viên nghèo khác trong huyện để thực hiện chăn nuôi xoay vòng, giúp hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ con bê thứ ba trở đi, bò giống ban đầu cho gia đình toàn quyền chăn nuôi và sử dụng. Được biết, từ năm 2017 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền quyên góp được 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ cho 4 hội viên nghèo trị giá 15 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ban dự án huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị mở thầu gói thầu số 2 xây dựng các công trình trường mầm non các xã Phùng Giáo, Thúy Sơn, Mỹ Tân, Thạch Lập và Lộc Thịnh. Các công trình trên đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa. Do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, trong đó công trình trường mầm non xã Phùng Giáo có tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 4,8 tỷ đồng, công trình trường mầm non xã Thúy Sơn kinh phí là 3,7 tỷ và công trình trường mầm non xã Mỹ Tân là trên 4 tỷ. Công trình trường mầm non xã Lộc Thịnh và công trình trường mầm non xã Thạch Lập, mỗi công trình có tổng vốn thi công hơn 4 tỷ đồng. Gói thầu gồm các hạng mục giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng khuôn viên trường học, xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 4 phòng học, thiết bị trường học. Các quy trình trong quá trình triển khai dự án đã được Ban Quản lý dự án thực hiện đầy đủ các bước đúng theo quy định của luật xây dựng và luật đấu thầu. Tại buổi lễ này, đơn vị tư vấn đã làm trình tự các bước theo đúng luật đấu thầu quy định, công khai minh bạch khách quan trước sự chứng kiến của các khách mời tham dự và các nhà thầu. Tiếp sau đó, tổ tư vấn sẽ làm công tác tư vấn cho các nhà thầu và tiến hành làm những nội dung cơ bản đúng theo luật đấu thầu. Và sau thời gian quy định, nhà thầu nào trúng thầu sẽ tiến hành thi công xây dựng các công trình nói trên. Quý vị và các bạn thân mến, xã Nguyệt Ấn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, cây xanh và các công trình kiến trúc để giải phóng hành lang mở rộng đường giao thông tuyến đường Hoàn Trả từ Kiên Thọ đi Phùng Giáo qua xã Nguyệt Ấn. Trong tháng 10 năm 2017, xã Nguyệt Ấn đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Theo đó, để mở rộng tuyến đường Hoàn Trả từ Kiên Thọ đi Phùng Giáo qua xã Nguyệt Ấn, thì xã Nguyệt Ấn có hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng trên 20.000 mét vuông đất và hàng nghìn cây xanh. Ngoài ra còn có các hộ bị mất tường rào, mất bán bình khi đường mở rộng và không được đền bù giải phóng mặt bằng. Vì vậy, để làm được, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây. Nhà nước và Đảng đề ra cái con đường hai mặt đường thoáng rộng ra như thế này. Bây giờ gia đình nghĩa là cũng mất rất nhiều chỗ cái hành lang đây nhưng mà tôi vẫn ủng hộ. Thế là gia đình không có cái gì băn khoăn trắc trở cả. Vì là làm đường nó rộng, nó thoải mái thế này để cho dân nó đi lại cho nó đỡ khổ. Sự đồng thuận của nhân dân không chỉ vì lợi ích của xã mà chính là lợi ích của cả cộng đồng. Với cách làm thấu tình đạt lý, xã Nguyệt Ấn đã vận động nhân dân thành công. Sau khi có chủ trương của nhà nước về đầu tư hoàn trả tuyến đường từ Kiên Thọ đi Phùng Giáo thì đi qua xã Nguyệt Ấn với tổng chiều dài là 6,5 km đi qua 10 thôn thì sau khi có chủ trương đấy thì Ủy ban nhân xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã tổ chức tiến hành triển khai hội nghị vận động nhân dân thì đa số là bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Thì hôm nay là Ủy ban xã trực tiếp chỉ đạo cho các thôn tổ chức giải tỏa hành lang để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được đảm bảo theo cái mốc quy định để mở rộng tuyến đường huyết mạch từ Kiên Thọ đi Phùng Giáo, trong đó có đi qua xã Nguyệt Ấn. Sau khi mà triển khai cái công tác giải phóng đấy
thì bà con nhân dân là chủ yếu là các hộ neo đơn, rồi là các hộ có tuổi, cho nên là lực lượng lao động chính thì đi làm ăn xa, cho nên là ủy ban xã đã chỉ đạo cho lực lượng dân quân rồi là công an viên ở các thôn hỗ trợ cùng với bà con nhân dân để làm công tác giải phóng mặt bằng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.